không thì anh vẫn giữ nguyên quan điểm đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục phân tích góc nhìn số 2 đó là câu chuyện ngày hôm nay đó là thép có vào sóng hay không, không ạ? À, trước đó em từng chia sẻ với anh chị nhà tôi rất nhiều về cái góc nhìn của nhóm thấy không biết là mọi người có tin hay không, hay là lúc đó mà người khi mà em thái nói là thép sẽ vào sóng hai cái bắt đầu mọi người thấy là dạ, là vừa thấy là HBG đánh thủng này, cái kêu ông thái ông phân tích tàu lao đúng không ạ? À, ông thái ông nói là tích lũy đi vào sóng mà nó đánh nó đánh như nó đánh thủng này, đúng không ạ? đấy nha, đây vẽ luôn trên chuyện từ đấy. Đúng không ạ? Vẽ trước rồi. Đấy sau cái cao đấy trước thì cũng tích lũy đi lên. Và chỉ cũng hơi bất ngờ là thép nó đánh hơn, hơi bất ngờ thật sự. Nếu mà thép ở đây nó tích lũy lại đi lên đẹp nữa mọi người. Nhưng mà đánh như thế này chịu thôi. Cái quan trọng nhất là anh có thấy dùng tiền nó tốt. Thì em đánh giá là khả năng cao sau phiên hôm nay thép vào sóng 2 thôi. Đây là sóng 1 này, này này, sóng 1 này, sóng 2. Nó cũng giống như chu kỳ thép của năm 2020 2022 thôi anh chị một Anh chị nhìn nha. Lay này, tích lũy này, sóng 1 này. Tích lũy này, sóng 2. Tích lũy này, sóng 3. Đó mà ít nhất phải 3 đến 4 nhịp thì bây giờ hiện tại xếp của chúng ta sẽ là sóng hai đây tích lũy cái vùng tạo đáy em không nói nha cái vùng tạo đáy chúng ta là chỉ là một dịp hồi phục thôi cái này không thể tính là sóng được mà thông thường nó phải tạo này tạo này nó sẽ bước vào dịp sóng số 1 sau đó nó tạo này sẽ bước vào dịp sóng số 2 đó và cái này em vẽ anh chị nhà tôi cái view của em là về vùng giá 30 mươi thậm chí có thể về ba 34, ba nha kiểu như vậy ra nào những cái nhân em hiện tại đánh giá là thép mà giai đoạn đấy mà chỉnh là điểm mua nha chỉnh đi mua hoặc tích lũy lại là điểm mua ok không ạ đấy. với cái dòng tiền vào ngày hôm nay đánh quyết liệt như thế này đó mà thanh khoản vào dầu dào như thế này và thậm chí hình hát cái người cũng không cho quý anh chị mua như thế này thì khả năng cao đây sống sống thép rồi. đó thì em đánh giá là đây là sống hai của nhóm thép vậy thì quan điểm em là giai đoạn đấy mà nhóm thép có chỉnh lại là cơ hội nha còn lại nếu mà anh chị mua phong mô thì anh chị phải chấp nhận rủi ro thôi còn quan điểm cá nhân em hiện tại thì anh chị khách hàng cbc đã được khuyến nghị đủ rồi thứ nhất là mua ở đây này điểm mua số 1 này điểm mua số 2 này và ngày hôm nay là điểm mua số 3 rồi đấy nha đấy và thậm chí ngày hôm nay mua thêm hbg nữa đấy, tập trung chỉ trước đó là tập trung để trọng mạnh vào bất động sản thì ngày hôm nay tiếp tục tập trung tỷ trọng vào thép ok mà vậy thì bây giờ em sẽ phân tích cho tuyến anh chị nhờ tôi từng cổ phiếu thép về target nha ví dụ như HBG này nó đã vượt qua được cái vùng đỉnh gần nhất rồi bây giờ em tạm thời xóa nha kịch bản thì chuẩn rồi đấy còn đường đi thì có thể nó khác xíu nhé thì đây là sóng một ok mà thì đây là sóng thứ hai đó à, tạm thời theo quan điểm cá nhân của em thì thép nó đánh khá giống như đoạn trước của cổ phiếu đầu tư công em ví dụ đầu tư công giai đoạn trước anh chị thấy cái phong như thế này đầu tiên là LCG ấy đó rất thứ nha nó tại vì em đã để ý cái tôn thép rất nhiều đoạn này rồi nha tích lũy này tích lũy này rũ xuống này đi lên này thì ngày hôm nay cái phiên này cũng giống thép như ở đây mình. đúng không ạ cái phiên này giống thép như ở đây đó, nếu mà tích lũy lại như thế này là ngon hơn nữa. nhưng mà nó đi lên thì chịu thôi tại vì dòng tiền nó mạnh quá dòng tiền đứng ngồi nó nhiều quá thì nó lựa chọn những ngành đi lên thôi đó thì thông thường đi lên nó tích lũy là đi lên tiếp đó kỹ vậy đấy bạn là bây giờ sóng thép hiện tại em đánh giá là như thế này đó hbg này Ờ, nếu như bây giờ nó vượt khỏi đỉnh cũ vùng giá 28 rồi 28.5 thì tách lại là điểm mua nha và mục tiêu hiện tại về trung hạ của HBG ấy thì em sẽ dùng cái chặt tuần đây đỡ mà sống thép phải nắm giữ thôi gồng thép nó mệt lắm chị nhỏ tư ạ chứ không phải dễ đâu rồi mục tiêu của HBG sắp tới sẽ là vùng giá 31 32 là mục tiêu số 2 đầu tiên mục tiêu số 2 là vùng giá 36 và 7 đây chị nhìn này HBG thì mục tiêu đó là 31 và ở đây này đây đó trước mắt về đây nè ba 32 cân bằng cân bằng gì đó về ba 32 sau đó tích lũy trở lại kiểu như vậy đó phải hướng về 34 35 gì đó nha có thể là sống nó sẽ như vậy đó, kỹ vậy đó, hoặc là HXG hiện tại anh chị sẽ thấy là mục tiêu tiếp theo của nó sẽ quanh vùng giá 24 à, khả năng cao hiện tại nhịp này của HXG có thể về luôn 24 có gì lên vùng giá 22 tích lũy trở lại về 24 sau đó xây này tiếp còn sống ba không chúng ta tính sau <laughs> Hoặc là NKG hiện tại em đánh giá là nó sẽ về ít nhất lại là vùng giá 23 24. Đó nó quanh vùng này anh chị tư. Đó, 23 24 sẽ là kháng cự của thằng HNKG. Thì rất có thể nhịp này em cũng đánh giá là nó sẽ chạy luôn về vùng đó. Nha, có thể lình xình lình xình một hai phiên gì đó để hấp thụ để cho tốt lại đã đi. Rồi nó rít lên lại. Đó nha. Nó thật ra giai đoạn đấy mà thép một chỉnh cái cơ hội đấy chứ phải đu đâu. Anh chị lưu ý ha. Dòng tiền vào như thế này quá tiếp phục rồi. Tích lũy này rủ bỏ này, đi lên này. Đấy kiểu như vậy tích lũy rồi bỏ đi lên như thế này quá tiếp rồi người ha đấy nhá thì quan đi có nhân em hiện tại sống thép rồi cứ giữ em đã chia sẻ rất nhiều rồi riêng bản thân em nha thép là chân á anh chị đồng hành cùng cvc anh chị cũng đã biết được là nhóm thép bao giờ cũng là chân ái của cvc rồi ok mà đấy thành ra là đã có